Namaste. Chào mừng các bạn đang đến với kênh YouTube của Jenny. Đây là một buổi trị liệu thiền cùng Jenny và Jenny sẽ tạo ra những âm thanh có tần số đặc biệt từ chuông xoay Tây Tạng cộng hưởng với sự rung động của các tinh thể thạch anh tự nhiên năng lượng cao giúp kích hoạt luân xa 6, khai mở con mắt thứ 3. Và các bạn chỉ cần dành ra 5 phút để nghe nó, điều chỉnh nhịp thở, hít thở thật sâu, thật đều trước khi làm việc hoặc trong giờ nghỉ giải lao để có thể tái tạo và cân bằng lại năng lượng. Không nghe video này khi bạn đang làm việc hoặc trong lúc lái xe và hãy nghe ít nhất là 21 ngày để phá bỏ những niềm tin bị giới hạn, tái cài đặt tiềm thức để bài trị liệu mang lại hiệu quả cao nhất nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào bài trị liệu ngày hôm nay. Thank you.
Và bài trị liệu đã kết thúc. Và theo khoa học, trong mỗi người chúng ta đều có 7 luân xa chính hay là 7 trung tâm năng lượng giúp thu hút nguồn năng lượng trong vũ trụ, cộng hưởng và nuôi dưỡng các tế bào trong cơ thể. Và âm thanh từ trung xoay Tây Tạng này là nguồn năng lượng thiên nhiên rất mạnh mẽ, trợ lực cân bằng, chữa lành cho các luân xa, giải phóng khối năng lượng tắc nghẽn bên trong bạn và có thể giúp tiềm thức thay đổi và chuyển hóa tần số thấp thành tần số cao, giữ cho bạn luôn có một tâm thái bình an, thu hút những điều bạn muốn một cách nhanh chóng hơn. Bài trị liệu âm thanh hôm nay tập trung vào luân xa 6 nằm ở huyệt thiên mục, là ở giữa hai mắt, tượng trưng cho sự hiểu biết, trí tuệ, trực giác cao, giác ngộ thiên liên và chân chính. Và để bài trị liệu âm thanh này thêm mạnh mẽ, Jenny đã sử dụng một số loại thạch anh quý hiếm được tôn sùng và ca ngợi từ xa xưa, đó chính là thạch anh tím. Và dòng tinh thể này còn được kết tinh thành cây lưu ly thạch trượt tay của Jenny. Hoặc là bạn có thể thay đổi kết hợp sử dụng với vòng tay dạ nguyệt, trụ dạ thiên thạch hoặc là cụm thạch anh tím như thế này đều được nhé. Đây đều là những vật phẩm tâm linh quý giá có thể giúp mở ra nhận thức, kích hoạt trực giác và khai mở con mắt thứ ba của bạn. Bài trị liệu âm thanh này là miễn phí nên các bạn hãy ủng hộ Jenny bằng cách nhấn nút like, share và subscribe đăng ký kênh. Bật luôn thông báo là cái bell nhỏ bên cạnh để xem tiếp các video về âm thanh chữa lành, nhạc tần số và luật hấp dẫn mới vào tối thứ bảy và chủ nhật hàng tuần nhé. Và nhớ là hãy chia sẻ cảm xúc của bạn ngay lúc này để cộng hưởng năng lượng bằng cách comment từ thank you ở bên dưới phần bình luận để tạo ra năng lượng cộng hưởng mạnh mẽ, giúp cho luật hấp dẫn của bạn được hiện thực hóa nhanh chóng hơn nữa. Và nhớ là hãy tiếp tục đồng hành cùng Jenny trên con đường chữa lành thức tỉnh tâm linh thông qua những đường link mà Jenny sẽ để ở bên dưới phần comment để tư vấn hỗ trợ cho các bạn. Hoan hỷ chúc các bạn luôn an yên. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.